kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin năm cọp hay năm mèo, năm nào các đồng chí choảng nhau khốc liệt hơn. Kể từ 0 giờ vào ngày 22 tháng 1 năm 2023 là năm con cọp đã kết thúc. Đầu năm con cọp như mọi người, dân và các đồng chí của nhau trong Đảng Cộng sản chúc sức khỏe cho nhau, thịnh vượng, vạn sự như ý, làm ăn phát tài và với đặc thù quan chức, họ còn chúc nhau lên chức thậm chí các đồng chí cùng phe còn chúc nhau năm nay có được chiến thắng trước đối thủ của mình cũng giống như các kỳ đại hội đảng lúc nào đảng cộng sản việt nam cũng chọn người là sáng suốt nhất nhưng rồi suốt nhiệm kỳ chỉ thấy toàn quan tham không biết họ sáng suốt ở điểm nào đây đây là hình ảnh vào cuối năm con cọp quật được trụ chủ, chủ tịch nước năm con cọp đã qua đi xem như đó là quá khứ rồi tuy nhiên cũng nên nhìn lại đảng đã chiến nhau như thế nào đây có thể nói năm con cọp các đồng chí ở trung ương đã ngã như ngả dạ các đồng chí địa phương thì đếm không xuể vụ án việt á vụ chuyến bay giải cứu khởi phát bắt đầu từ năm con cọp nhưng năm con cọp giải quyết không xong và con cọp đã chuyển hai vụ án này sang cho ông mèo xử lý tiếp ngoài ra vụ cục đăng kiểm khởi phát vào cuối năm con cọp ông cọp giải không xong phải chuyển cho ông mèo xem ra ông mèo bận bịu ra phết, có khi còn bận bịu hơn cả ông cỏ. Vụ án Việt Á đã làm cho ông chủ tịch nước ngã ngay trước vạch đích tiến sang năm con mèo. Theo giới thạo tin, vụ án này vẫn chưa kết thúc, có khả năng con gái ông Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Thị Xuân Trang sẽ bị sở gáy. Ngoài ra, bà Trần Thị Nguyệt Thu được cho là chùm cuối của vụ Việt Á và cả chuyến bay giải cứu cũng chưa chắc sẽ yên thần. Đó là những gì đang đợi ông mèo giải quyết. Nói cho cùng, chiến trường trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam dù sôi động thế nào thì nguyên nhân chỉ có một, đó là bàn tay của Nguyễn Phú Trọng, ông Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, quả là khôn ngoan. Ông đã nhìn thấy nguồn tham nhũng bất tận ở trong đảng và ông dùng chính đảng của ông để tô vẽ thành tích cho ông. Cứ mỗi lần quan chức bị phật phế chuất hay bị cho vào tù, lão Nguyễn Phú Trọng lại được tiếng thương trong thiên hạ. Đây là hình ảnh chờ xem số phận của bà Trần Thị Nguyệt Thu sẽ ra sao. Ông Nguyễn Phú Trọng lập nên cái lò từ năm 2016 và đốt liên tục, nhưng dù đốt bao nhiêu đi chăng nữa thì nguồn tham nhũng cũng không hề cạn. Bởi đã làm quan chức mà không tham ô thì người ta cạp đất mà ăn sao, cho nên phải tham nhũng mới được, phải biển thủ mới xong mọi quan chức đều tham nhũng, đều moi tiền của dân, moi tiền của nhà nước làm của riêng cho mình, thì người trong sạch không thể tồn tại trong bộ máy này được. Có vẻ như trong Đảng Cộng sản Việt Nam tất cả đều co vòi trước ông Nguyễn Phú Trọng. Đến tứ trụ mà ông Trọng còn đẩy nhào như đầy một chiếc ghế thì xem ra ông Trọng sẽ không chuồn bước. Năm con mèo sẽ hứa hẹn ông Trọng mạnh tay hơn để bổ sung vào bảng thành tích đốt lò của ông cho thật hoành tráng ông Trọng đã quá già và sức khỏe cũng quá yếu đi rất nhiều. Tuy nhiên, ông là người quật được nhiều cây cao bóng cả, nhưng có những cây khô mà ông không nhổ được. Nguyễn Tân Dũng, Lê Thành Hải thì vẫn sừng sững dưới đấy, như thách thức, ông Trọng có thể làm gì được những nhân vật này đây. Thực ra, Đảng Cộng sản chiến nhau hay không chiến, thì dân cũng không được lợi lộc gì. 4.000 tỷ đồng hút máu của người dân trong vụ Covid cũng không trả lại cho dân được xu nào. 4.000 tỷ đồng hút máu dân từ chuyến bay giải cứu cũng chẳng trả lại cho dân. Tuy nhiên, thành tích đốt lò thì được dồn hết trong Tổng Bí Thư, xem như là người có công lao to lớn nhất. Đây là hình ảnh, còn trụ Phạm Minh Chính nữa cũng đang lung lay. Ông Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí Thư, ông để cái đảng do ông đứng đầu thối nát đến như vậy, thì không biết ông chịu trách nhiệm với ai đây. Sẽ không có ai có thể quy kết cho ông được. Cuộc chơi trong tay ông ông có thể để cho đảng tàn phá đất nước, tàn phá sức dân, rồi sau đó ông lại ra tay nghĩa hiệp, diệt quan tham, thế là ông được tung hồ như một đấng minh quần vậy. Theo dự báo của Thời báo chấm đề, năm con mèo sẽ hứa hẹn các đồng chí choảng nhau khốc liệt hơn rất nhiều. Và hy vọng có đồng chí dám choảng lại đồng chí Tổng, chứ cứ làm kiểu non cho sói Tổng ăn thịt từng con một, thì thật là tệ quá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm đê với bản tin năm cọp hay năm mèo Năm nào các đồng chí choàng nhau khốc liệt hơn đây Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hồ sơ có thể bị lật lại tàu ngầm kilo gói thầu bị thổi giá tiền vào túi ai đây vào tháng 12 năm 2009 khi đó ông Nguyễn Tấn Dũng có chuyến thăm nga hai ngày trong chuyến đi đó ông Dũng đã gặp ông Putin lúc đó là thủ tướng và tổng thống Dmitry Medvedev ông Dũng đã đại diện cho Việt Nam ký hợp đồng mua tới 6 chiếc tàu ngầm kilo của nga thuộc dự án 636 với tổng trị giá lên đến 2 tỷ đô la, tức là trị giá mỗi chiếc tàu ngầm là hơn 300 triệu đô la Mỹ. Vào ngày 25 tháng 8 năm 2010, chiếc đầu tiên trong hợp đồng được khởi đóng và hạ thủy, sau đó 2 năm, 5 con tàu còn lại khởi đóng và hạ thủy trong vòng 4 năm sau đó. Vào ngày 25 tháng 8 năm 2014, chiếc thứ 6 trong hợp đồng được cắt ghép đóng và hạ thủy vào ngày 28 tháng 9 năm 2015 là hình ảnh chuyến đi Nga của ông Nguyễn Tân Dũng để mua 6 chiếc tàu ngầm Kilo. Bên ngoài thì trông có vẻ như đây là hợp đồng tăng cường sức mạnh quân sự cho Việt Nam. Nhưng đằng sau nó là những món tiền rất khủng được bên Nga có thể đã lại quả cho bên Việt Nam. Đó là luật bất thành văn trong các gói thầu mua vũ khí của Việt Nam từ xưa đến nay. Phía Nga thì sẵn sàng dứng như ghi vào hợp đồng giá cao hơn giá trào để rồi sau đó lại quả cho quan chức của Bộ Quốc phòng Việt Nam và những người đứng đầu chính phủ. Điều đáng nói là trước đó Trung Quốc đã mua của Nga tới 8 chiếc tàu ngầm Kilo với giá 2 tỷ đô la, tính ra mỗi chiếc trị giá 250 triệu USD. So với con số trên 300 triệu đô la của Việt Nam, thì rõ ràng phía Nga đã bán cho Việt Nam giá cao hơn rất nhiều. Thực chất giá đội lên, đấy là phần được ghi vào hợp đồng để rút tiền, ngân sách rồi lại quả cho các quan chức đi ký. Tàu ngầm Kilo về nước được báo chí bơm thổi, Ai cũng nghĩ sức mạnh quân sự của Việt Nam sẽ tăng lên, nhưng thực chất đã nhiều năm qua những chiếc tàu ngầm Kilo đã lặn mất tầm. Trải qua rất nhiều lần biển đảo, lãnh hải Việt Nam bị khiêu khích, tàu ngầm Kilo mất hút, không biết lặn nơi nào. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tân Dũng và tàu ngầm Kilo đồng nát của Nga. Thực ra số tàu ngầm chạy bằng diesel mà Việt Nam mua của Nga là thứ vũ khí rất lạc hậu. Nó không hề là lợi thế trước Trung Quốc. Tàu ngầm mà Việt Nam có thì Trung Quốc cũng có, thậm chí Trung Quốc còn có tàu ngầm hiện đại hơn với số lượng rất lớn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là mua tàu ngầm về không củng cố được sức mạnh quân sự cho Việt Nam thì mua để làm gì đây? Có người thì cho rằng Bộ Quốc phòng mua để kiếm tiền lại quả với số tiền 2 tỷ đô la thì số tiền mà phía Nga chi lại cho Việt Nam quả thực là con số cũng rất lớn. Vào tháng 7 năm 2017, tờ báo chuyên đưa tin cướp quân sự của Anh, Media đã trích dẫn một nguồn tin quốc phòng của Mỹ cho biết các giới chức quốc phòng Việt Nam thông báo cho phái đoàn của Mỹ biết trong cuộc họp gần đây ở Hà Nội rằng các thương vụ mua bán vũ khí phải được lại quả tới 25% trên tổng giá trị của hợp đồng. Cũng theo nguồn tin này, cuộc họp đã đột ngột dừng lại sau khi phía Việt Nam đưa ra yêu cầu đó theo một số thông tin giấu tên từ giới quân đội cho tờ báo chấm đề biết lại quả chính là luật bất thành văn trong làm ăn buôn bán với nước ngoài từ xưa đến nay của các quan chức quân đội với tư tưởng khách hàng là thượng đế việt nam đặt vấn đề với nga và luôn được nga đáp ứng dường như nó là như vậy phía nga bán được hàng quan chức việt nam đã có tiền ăn quả đậm rất lớn còn người dân thì đến nay lưng ra làm đổ mồ hôi để bộ quốc phòng mua vũ khí rồi ngắt bỏ tiền cho vào túi. Mỹ đã từ chối luật chơi bởi Mỹ là quốc gia minh bạch, không tiếp tay cho tham nhũng. Đây là hình ảnh luật chơi lại quả của Bộ Quốc phòng Việt Nam bị lộ vào năm 2017. Vào năm 2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam. Lẽ ra Bộ Quốc phòng Việt Nam nên bắt cơ hội đó mà mua vũ khí hiện đại của Mỹ thì Việt Nam mới mạnh lên được thay vì mua vũ khí đông nát của Nga để rồi trở thành đống sắt vụn vì nó quá lạc hậu và cũ kỹ. Tuy nhiên, phía Việt Nam dường như không bao giờ chịu mua vũ khí mà không được hưởng lại quả. Hợp đồng 6 chiếc tàu ngầm kilo đã bị thổi giá trong đó ít nhất các bên chia nhau tới 500 triệu đô la Mỹ. Đây là vụ án cực kỳ lớn nếu ông Nguyễn Vũ Trọng lật lại hồ sơ và tiến hành đốt lò. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm với bản tin Hồ sơ có thể bị lật lại Tàu ngầm kilo gói thầu bị thổi giá Tiền vào túi ai Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de